mọi người sẽ bảo tôi tự kỷ, nhưng họ đâu biết tôi là ai. Tôi có thể ở nhà cả tháng để xã hội tốt hơn một ngày. Ra đường mùa dịch là niềm đau, sát cánh cùng bạn bè chiến đấu. Ra đường làm gì cho nhiều chuyện, ở nhà chơi học viện siêu nhiên. Quy mô thì sao hả, tụi tôi luôn cao cả, bị miệt thị nhưng tôi vẫn không chấp. Tụi tôi thích manga, tụi tôi thích khám phá. Gái 2D là thứ tôi mong gặp, được chơi game Wii U thoải mái nuôi waifu. Chắc chắn sẽ làm các ông thích thú. Nếu muốn gái 2D, muốn tự do làm chủ thì cứ việc vào mà chơi Go School. Hai tay, hai waifu, trong tôi thật là ngầu đét. Con tim này chỉ có gái 2D và crush, còn lại đều xấu hết. Tặng 50 lượt quay waifu, 100% sẽ ra SSR. Wii U và game này như là thiên đường, đăng nhập tặng ngay 10.000 kim cương. Hoạt động phong phú, phụ bản dày đặc, Wii U và game này chắc chắn không lo chán. Xếp đội hình và so trình chiến thuật, khi đã chơi game thì phải chơi cho nó đáng. Xã hội này nát thì tôi không care, lời lẽ bên ngoài thì tôi đây đã chịu đủ. Người ở ngoài lâu thì sẽ hóa chậm cướp, ở nhà vài tháng chỉ là hóa Wii U. I'm a freaking whip, don't you dare tell me shit. Anime girls real, you really be up shit. Cuộc sống đây còn nhiều điều hay, nếu không thưởng thức thì khác gì đi tu. Một người vô danh cũng đã từng nói là cuộc sống thật vui khi được làm Wii U.